Xin chào các bạn, đây là một cái mã đeo SFF, cái hiệu rất là lạ các bạn ha, đeo Stilet XE2 các bạn. Đó, cái con này có gì đặc biệt các bạn ha, thì nó cũng giống như những cái con đeo 3070, 3010, 7010, 9010 hay là 3020, 7010, 9020 dòng SFF các bạn. Thì nó cùng một form luôn các bạn ha, tuy nhiên cái mã nó là mã XE2, nó hơi đặc biệt một chút xíu. Thì cái con này các bạn, nó cũng có cái form SFF là cái khay mini nhỏ nhỏ giống như vậy nè các bạn thường thấy nè, và cái khay MT tức là cái khay lớn các bạn. Đó. Thì cái con EX2 này á, nó có một cái đặc trưng đó các bạn, nó giống y như thông số kỹ thuật của con Dell 7020 SFF, bởi vì nó chạy, nó sử dụng cùng chiếc set là Q87 các bạn, và chạy CPU Core i3, Core i5, Core i7, Pentium G, socket 1150. Và tất nhiên nó sẽ hỗ trợ luôn cái con CPU Xeon E3V3 nha các bạn. Đó. Thì cái con này nó được hãng ghi thẳng lên ở trên website chính chính luôn các bạn, là Stable and Durable Desktop PC. Tức là cái dòng máy này nó thuộc cái dạng là bền và ổn định luôn các bạn. Tức là nó ghi thẳng luôn, đây là cái con Dell Oscillate XE2 bền và ổn định Desktop PC. Đó. Và cái điểm nổi bật của nó các bạn là nó có thể chạy ở cái môi trường nhiệt độ cao, khá là khắc nghiệt, lên tới 45 độ C luôn các bạn. Bình thường ví dụ như cái thời tiết ở Sài Gòn mình bây giờ hiện tại nó chỉ khoảng 35-37 độ C thôi các bạn. Đây là mùa hè rất là nóng ha. Tuy nhiên ở nhiệt độ 4 mấy độ C thì có vẻ một số vùng nhiệt đới nè, hay là sa mạc luôn các bạn, nó vẫn đáp ứng tốt được. Và nó có hai cái đặc trưng rất là cơ bản luôn, chút xíu mình sẽ khui thùng về cho các bạn tham khảo ha. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn phía trước nó, đây là cái tem Core i3. Rồi, đây là cái nút nguồn các bạn ha, ổ DVD. DVD thì không phải lúc nào cũng có các bạn, hàng về có khi có, khi không. Rồi, phía trước có cổng là mic nè, cổng gắn tai nghe nè. Rồi, hai cổng USB 3.0 và hai cổng USB 2.0. Cái cổng của Dell thì nó không có sơn cái màu vàng ở phía bên trong, màu xanh phía như các cái cổng USB 3.0 khác các bạn ha, mà thay vào đó nó sẽ ký hiệu bằng chữ SS nè. Đây là cổng 3.0. Rồi, ở bên hông các bạn thấy cũng y chang vậy đúng không ạ ha, cũng bật nắp mẻ này. Đó. Rồi, phía sau là có hai cổng là PS2 truyền thống gắn phím chuột các bạn, hai cổng DisplayPort, cổng Vega nè, cổng COMPORT nè. Bốn cổng USB gồm hai cổng 2.0, hai cổng 3.0 và dưới đây là hai cổng 2.0 nữa. Lên gigabit, hai slot mở rộng, cạc mở rộng các bạn ha. Và đây là cái nguồn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem bên trong của nó nha các bạn. Rồi, mình đã bung nó ra rồi các bạn. Nó gồm một cái tray để mình ép cái ổ DVD lên nè các bạn. DVD lên nó thông qua cái ốp này. Mà tuy nhiên cái máy này không có DVD rồi các bạn, nên các bạn sẽ không thấy ổ DVD ha. Rồi, một cái tray để chúng ta gắn ổ cứng 3.5 inch các bạn. Rồi cái fan ha. Rồi cái ốp fan. Rồi các bạn sẽ thấy là nó sẽ gồm có 4 slot RAM các bạn. Và nó hỗ trợ dual RAM ha. Maximum của nó là 32GB, 8GB x 4 nha các bạn. Mình đang gắn con Xeon E3-1246V3 nè các bạn. Con Xeon rất là quen thuộc trong những clip gần đây ha. Và chipset của nó là chipset Q87 nha các bạn. Rồi, đây không phải là cái máy thuộc phân khúc máy trạm nha các bạn. Tại máy trạm bên Dell nó sẽ là Dell Precision. Nhưng mà đây là cái con Dell Upstilet, tức là cái máy văn phòng thôi các bạn, dòng phổ thông dùng cho văn phòng. Tuy nhiên nó được thiết kế bền hơn, ổn định hơn chút xíu cho môi trường khắc nghiệt hơn. Tiêu biểu là nhiệt độ môi trường lên tới 45 độ C. Cái đặc điểm, có hai đặc điểm nổi bật của cái dòng EX2 này các bạn. Cái thứ nhất là cái fan CPU là nó nặng hơn cái fan bình thường rất là nhiều luôn các bạn. Và cái lõi bên trong này mấy bạn thấy là một khối đồng luôn nè các bạn. Rất là hay ha. Thì nó sẽ giúp cho CPU tản nhiệt tốt hơn trong một cái môi trường mà nhiệt độ cơ bản xung quanh nó lên tới 40 mấy độ C. Đó là đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai các bạn là cái nguồn. Cái nguồn Dell này nó lên tới 315W, trong khi cái nguồn của Dell 7020 SFF chỉ là 255W thôi nha các bạn. Và nó đạt chuẩn 80 plus gold luôn các bạn. Và cái nguồn này nó xuất luôn một cái đầu Vega 6 pin luôn nè các bạn. Mình chưa thấy cái con card màn hình low profile nào mà cần cái nguồn phụ 6 pin, nên mình cũng không biết gắn cái mã card nào vô trong đây luôn cho nó cho nó sử dụng được cái đầu này các bạn. Tuy nhiên ha, đây là điểm rất là thú vị. Là cái nguồn 315W 80 plus gold. Công suất khá là ngon trong cái dòng SFF luôn các bạn. Có thể nói luôn á, đây là cái nguồn có công suất tốt nhất của cái dòng máy Dell Optilet hay Dell Decision phiên bản SFF nha các bạn. Cái thứ hai, cái fan rất là ngon luôn các bạn.
Đó, đó là hai cái đặc điểm nổi bật nhất. Còn các thành phần còn lại thì các bạn cũng nhìn trong clip thì nó cũng rất là giống như những con đeo SPF khác ha. Ok, bây giờ mình sẽ mở BIOS lên thử nha các bạn. À, cái này mình khỏi test win nha các bạn, đây thông số nó cũng rất là bình thường ha. Rồi, đây là BIOS của Dell Optelec XE2 nè các bạn ha. Và đang chạy CPU E3-1246V3 3.5GHz 4 core 8 luồng nè các bạn. Đó, RAM là 8GB nhân 2 là 16GB ha. Ok các bạn, cái thông số kỹ thuật hay là hiệu năng thì nó cũng vẫn giống y như cái con Dell 7020 SPF thôi các bạn. Đó, nó chỉ khác ở hai điểm duy nhất á, là một là cái nguồn hay là cái fan tản nhiệt thôi các bạn ha. Giúp cho cái máy này có thể hoạt động hiệu quả và mát mẻ hơn trong môi trường nhiệt độ cao, khắc nghiệt mà theo mô tả của hãng là nó lên tới 45 độ C ở nhiệt độ môi trường xung quanh đó các bạn ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, vui lòng giúp ủng hộ kênh mình nha các bạn. Có gì thắc mắc về cái dòng máy này các bạn vui lòng comment bên dưới ha, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.